Xin được chúc mừng Tấn Bảo và xin được giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ Duy Kim. Và với đàn kìm, nghệ sĩ Hồng Ân. Ca khúc vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn, Đêm Nghe Bài Vọng Cổ. Thì đây là một ca khúc mà chưa từng được thể hiện live trên sân khấu lần nào cả. Cho nên Nguyên Khai cũng muốn hỏi huấn luyện viên Dương Triệu Vũ là tại sao cái ca khúc này chưa từng được thể hiện live trên sân khấu? Cách đây mười mấy năm thì lúc đó chị Hai Lan có gửi cái bài Đêm Nghe Bài Vọng Cổ cho anh Hoài Linh. Anh Hoài Linh mới cho Vũ nghe và từ đó Vũ đã rất là yêu cái bài hát này. Nhưng mà theo Vũ quan sát, tới bây giờ mười mấy năm sau vẫn chưa có ai hát cái ca khúc này live hết. Cái lý do là tại vì nó rất là khó hát. Từng câu, từng chữ đều có cái sự luyến lấy ở trong đó hết. Treo ở trên trời rồi nó xuống rất là thấp. Và một cái điều thú vị nữa, trong cái buổi tập dượt, thiệt sự Vũ muốn có một câu giọng cổ để mà cái câu cuối cho nó mang được ra đúng cái chất của bài. Thì nhạc sĩ Minh Vi mới nói với Vũ là: em có muốn không? Vũ nói: được không anh? Nhạc sĩ Minh Vi
ngồi xuống tại chỗ trong vòng 15 phút viết ra cái câu giọng cổ này cho cháu, và đến bây giờ mới có được cái bài Đêm nghe bài giọng cổ một cách trọn vẹn như vậy. Đêm mưa nào lòng con buồn nhớ mẹ, khói lam chiều bếp lửa đậm tình quê. Phương xa con nhớ mẹ hiền, nghe bài giọng cổ thương. Cảm ơn anh Mary rất là nhiều. Anh là một người em rất là ngưỡng mộ, yeah, rất là tôn trọng. Thưa quý vị, nhạc sĩ Minh Vy cũng chính là giám đốc âm nhạc của chương trình. Anh có thể viết trong 15 phút mà ra một cái bài giọng cổ. Thậm chí anh có thể đi 7 bước mà ra được cả một bài thơ. Wow. Yeah. Cái này là Quy Khang nói thêm thôi, chứ chưa kiểm chứng nữa. Cô nói thật là cô rất là nể phục con. Con nói giọng Bắc là chuẩn hoàn toàn, nhưng mà đến khi con hát giọng miền Nam, nó ngọt ngào, con làm rất là tự nhiên. Nó vừa đủ cái độ đầy cần có của dòng nhạc này, nhưng mà nó vẫn giữ được một cái chất nó rất là thanh tao. Cô nghĩ rằng là bố mẹ rất là tự hào về con, và cô chú cũng vậy. Cảm ơn con rất nhiều. Vâng, bây giờ thì xin mời cô Cẩm Ly chia sẻ đôi điều ạ. Cô chỉ có một câu thôi, ngọt lắm con. Cảm ơn cô. Tấn Bảo, khi mà con hát á, cái thần thái của con á làm cho cô cảm thấy an tâm khủng khiếp. Cái khung cảnh đó buổi chiều á, rồi mấy anh em nè, nãy em tính nói luôn đó. Nó giống như là một cái buổi đờn ca tài tử đó. Đó mình nghe giống như là một người nghệ sĩ đúng, và hát với những cái tâm trạng nó nhẹ nhàng, bình tôi không có suy tư, không có suy nghĩ quá nhiều. Nó giống như là con không phải là con thi mà con đang trải lòng kể cho người ta nghe câu chuyện của tôi yêu giọng cổ, tôi yêu một cái câu hò điệu lý, và nó ngọt ngào và tình cảm lắm con ơi, chúc mừng con. Đây là một cái bài mà chú rất là yêu thích, chú yêu lắm luôn. Và hôm nay con đã mang một cái linh hồn cho cái bài hát này. Chú hy vọng là sau khi mà cái tập này được phát sóng thì sẽ nhiều người biết hơn hát lại cái bài hát này. Cảm ơn cô. Cảm ơn chú. Thời gian dẫn đời, quê hương là tiếng gọi đầu môi.
Mà giấc em phi thường.
đường theo những anh hùng tổ quốc yêu thương, gom công cùng chiến thắng thù, gom công cùng tiền phương chiến thắng thù. Chân đánh núi rừng xanh dồn dập bước quân hành, lửa cháy lên rồi mang tình em rực sáng, sáng quê hương. Chào em gái tiền phương, ôi em gái tiền phương, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Trời ơi. Nghe em. Chào. Thôi. Vỗ tay lên. Nghe em. Đứng sát vào nhau sắc. Cúi đầu chào. Hey. Đọc tay một cái nào. Trời ơi, trời ơi. Làm cho cả trường quay ở đây bùng nổ luôn. Phải đứng lên với tụi con ngày hôm nay. Ngay bây giờ là chị Đoan Trang đang muốn chia sẻ lắm rồi. Xin mời chị ạ. Trời ơi, hôm nay nhức đầu ghê. Nhức đầu rồi. Ai sẽ là người giành được cái cúp thì điều đó quả là điều quá khó khăn đối với các cô chú. Còn các con thì vẫn là cái giọng hát tuyệt vời đó, hát rất là chính xác, mà ngày hôm nay lại là hóa thân là hai anh bộ đội rất là đáng yêu. Tại vì tới cái bài mà cô gái mở đường á, là đi ra là cái kiểu như là các em đang làm cái gì đang đi hơi đâu, tán mà hai anh chàng nhỏ xíu à. Chị lúc đó nói em không tin được luôn á, các em ơi cho anh đi theo với. Nhưng mà hát Nổi Lửa Lên Em rồi Cô Gái Mở Đường, bài ca Bên Cánh Võng, các con kết nối những cái bài đó thành một bản mashup tuyệt vời. Phải nói là cô rất là mừng vì cái sự lớn lên của các con trong chương trình này. Cảm ơn các con. Cảm ơn cô. Dạ mời cô Phương Vi ạ. Cái sự hồn nhiên của các em ở trên sân khấu nó làm cho mình bồi hồi lắm. Đặc biệt là tới cái bài mà Nổi Lửa Lên Em đó, khi mà cái tông của màu của sân khấu nó chuyển sang màu đỏ đó, tự nhiên người nổi da gà hết trơn. Tại vì thấy được cái nhiệt huyết của hai em làm cho khán giả ở trong cái trường quay này, cả các anh chị múa, nên Vi nghĩ là tất cả mọi người đều cảm thấy ngọn lửa đó ở trong mình. Cảm ơn hai các con rất nhiều vì đã giúp cho mọi người đã tìm được cái cảm giác đó ở trong mỗi con người. Phần trình diễn quá tuyệt vời. Xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam, cảm xúc của anh như thế nào ạ? Hai con hôm nay thật sự là quá sức là đáng yêu trong hình hài hai chú bộ đội bé con, rất là dễ thương, và các con đã hát với một cái giọng điệu, với một cái màu sắc hồn nhiên thơ ngây của lứa tuổi mình. Tụi con nên hát những ca khúc này, những ca khúc nhạc đỏ. Chúng ta cứ nghĩ rằng là nhạc đỏ là một cái thời đã xa, nhưng không, nếu không có quá khứ thì sẽ không có hiện tại và không có tương lai. Quá sức đáng yêu, quá sức dễ thương, không còn gì hơn để mà khen tặng cho hai con. Chúc mừng hai con. Một tràng pháo tay nữa xin được cảm ơn và chúc mừng cho Tấn Bảo và Thái Hà. Nghiêm bước đều bước. Ủa thì bước lui mà.
buồn chỉ mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm, để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền dù con nhớ khôn nguôi. Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Nhớ nụ cười khi nắng niu, đôi tay run run ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh hiu, vẫn mong chờ tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Ra hoa tay thật lớn cho Thái Hà và Tấn Bảo ạ. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất là nhiều với sự hỗ trợ ngày hôm nay, đóng vai ba và mẹ đúng không ạ? Hai đứa hôm nay còn diễn xuất nữa chứ. Thầy Đại ơi, đây con cưng. Thế không biết ngày hôm nay quay trở lại gặp con với ca khúc này cùng với Tấn Bảo nữa thì ba Quốc Đại thấy sao? Thì thật sự là hôm nay gặp lại con thì về cái phần phong độ mà hát, thầy cảm thấy rất là yên lòng khi mà con luôn giữ được cái phong độ đó. Và thầy mong rằng là cái phong độ này là con phải giữ và con phải phát triển thêm nữa nha. Từ lúc mà thầy làm việc với con thì cái phần diễn luôn là cái thầy lo nhất. Và hôm nay cái bài này mà vừa hát mà vừa diễn đường dây
đi đứng rồi con nhớ là thầy mừng rồi đó. Lần đầu tiên con kết hợp cùng với anh Tấn Bảo, thầy cảm thấy đây là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời, bởi vì hai giọng của hai con hỗ trợ nhau rất là tốt khi mà hát cặp cùng với nhau, hát đồng âm. Đồng âm á. Đồng âm. Thì rõ ràng là cái độ dày ở giọng của Tấn Bảo nó hỗ trợ rất là tốt, cũng như là cái độ vang của Thái Hà hỗ trợ cả hai con khi mà hát song ca với nhau á, nó tuyệt vời lắm. Và thầy Đại cực kỳ ấn tượng ở giọng Tấn Bảo nha, giọng con có cái độ dày rất là tốt. Dạ con cảm ơn Chúa. Cũng xin nói thêm là cái bài Đèn Khuya thì Đại là rất là thích và đã từng biểu diễn rồi. Cái phần Đèn Khuya ở bài này nó là người mẹ thắp đèn chờ con, nhưng mà hôm nay là cái phần dàn dựng là Quốc Đại thấy là con lại chờ ba mẹ về. Và Quốc Đại nói ôi, và cái ý tưởng này như thế nào đây? Nhưng mà Quốc Đại rất là thích cái kết là khi về cả nhà đoàn viên, bởi vì cuộc sống mà phải lo toan nhiều thứ lắm, thì ba mẹ đi làm về trễ mà các con ngồi chờ là không chịu ăn, đợi ba mẹ về với ăn, cả gia đình đều ngồi cùng nhau ăn trong một bữa cơm với cái ngọn đèn đó. Thì Quốc Đại cảm ơn cái phần dàn dựng này đã cho Quốc Đại một cái cảm xúc rất là mới. Chúc mừng hai con đã có tiết mục tốt. Cảm ơn Chúa. Và bật mí với anh Quốc Đại là cái phần dàn dựng này là của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Một tràng hô tay, cảm ơn anh đã hỗ trợ cho các con có nhiều cái tiết mục tuyệt vời và cảm xúc giống như vậy. Thế thì không biết là với sự dàn dựng với các con ở trước đó, hôm nay trên sân khấu chính thức, anh thấy như thế nào anh Nam? Nói chung là hai cậu bé Thái Hà với Tấn Bảo tiếp thu rất là nhanh, và hai bé cũng đã có những cái tình cảm nó đong đầy trong tâm hồn hai bé. Cho nên là những cái sự hướng dẫn của các cô chú rồi các biên đạo thì các bé lắng nghe và tiếp thu rất là nhanh. Đúng là cái sự chia sẻ của bên anh Quốc Đại á, cái tiết mục này rất là đơn giản, nhưng mà lúc mà đoạn cuối á, nó giống như một cái gì đó nó rất là nồng ấm, một cái khát khao mà đôi khi tưởng chừng rất là giản đơn, một cái bữa cơm gia đình mà sau tất cả những cái bộn bề lo toan cuộc sống thôi, tưởng chừng như vậy mà rất khó trong đời sống hiện nay, trong những lo toan của tất cả nhiều người. Cho nên có được cái giây phút đó thì chúng ta sẽ nên trân quý, bởi vì đôi khi có người sẽ thiếu cha hoặc thiếu mẹ, hoặc là có người sẽ khó có cái cảm giác mà đông đầy bên cái ngọn đèn khuya mà ấm áp như vậy lắm. Cho nên là hôm nay hai con làm vậy, Chúa cũng cảm thấy rất là vui và rất là xúc động. Cảm ơn hai cái phần hát và diễn của hai con. Dạ con cảm ơn Chúa. Cảm ơn đại diện Hoàng Nhật Nam. Những bài học này rất là giá trị đó nha. Lưu ý là chúng ta phải nhớ, nếu như mà bố mẹ của mình không có nhiều thời gian bên cạnh thì mình phải tự lập và tự yêu thương nhau ha. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Còn cô Đoan Trang thì sao? Không biết là cảm xúc ngay bây giờ của cô như thế nào ạ? Một bài hát rất là nhẹ nhàng tụi con, và dàn dựng cũng rất nhẹ nhàng. Hai đứa con cũng vẫn dùng cái giọng hát đẹp của mình để thể hiện một cái tiết mục rất là trọn vẹn và bật lên cái thông điệp rất tích cực, đó là sự đoàn viên trong gia đình. Điều đó là cái mong ước không chỉ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam mà của tất cả các cô chú, tất cả những người lớn. Mong cho các con luôn được có đầy đủ bố với mẹ. Và như bây giờ tụi con đóng cái vai là vai hai anh em lúc hồi nhỏ, là hồi tưởng lại ăn cơm với bố mẹ. Nhưng mà khi mai mốt hai đứa con lớn rồi trở thành kỹ sư, bác sĩ hay là gì đó trong xã hội, để kiếm được những cái giây phút bên ba mẹ, bên gia đình là rất là khó. Cho nên những ngày tháng này cố gắng rất là phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, ở bên cạnh ba mẹ nha con, để mình lớn lên mình sẽ có những ký ức rất là đẹp. Chúc mừng hai đứa con. Tụi con đã làm rất là tốt. Tấn Bảo và Thái Hà. Chim chóc
ướt tiếng qua đời, người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai, người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai. Mệt quá thân ta này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời. Kìa con biết bao người dìu dắt tới quanh đây, kìa con biết bao người dìu dắt tới quanh đây. Dễ thương quá. Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ. Con sông là con trọ và trăng tên lãng du. Em đi qua chuyến đò nhạc thấy trăng còn trẻ. Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già. Em đi qua chuyến đò nhạc trăng nay đã già. Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Trăng ơi trăng rất tệ, mày đi nhớ chóng về. Em đi qua chuyến đò à, vui như ngày hồi. Tôi xin làm quan đời buồn chân em ghé trời. Em đi qua chốn này ôi à, sao em đành vội, sao em đành vội. Tôi xin làm đá cuội vào lăn theo gót hài. Không có em em này, không có cái chuyện đầu tiên và con sống đâu bao giờ, đâu có sẽ chết sau cùng. Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Hòn đá lăn trên đồi, hòn đá rơi xuống cánh mai, dùng cánh sống hoa mai gầy, chim trong hót trăng qua đời. Dễ thương. Trời ơi, cái gì mà bình thản hát dễ sợ vậy đó. Từ đầu cho tới bây giờ, tuần thứ 5 rồi, tụi con thân mến, mỗi cặp đôi có một cái chiến thuật và một thế mạnh hoàn toàn khác nhau luôn. Và tuần này, với sự thay đổi dòng nhạc mới mẻ hơn, tiết tấu hơn, không biết là chú Long Nhật cảm xúc như thế nào ạ? Xin mời chú. Chú nghĩ không riêng gì chú Long Nhật, mà kể cả cô Đoan Trang và chú Nam Cường, là hai cái tạo dài của hai chàng trai quá sức là thư sinh và dễ thương như thế này. Dạ. Yeah. Hai gương mặt sáng bừng, phía sau là ù rơm, rồi trên màn hình là cảnh quê hương, dòng sông, con đò, biển nước. Đẹp lắm. Và cái tuần này chú khen ngợi là rất là tiến bộ luôn. Cả con hát, làm chủ sân khấu, làm chủ cuộc hơi. Và một người bè trầm, một người bè cao hát, lính cao tới nơi xuống nơi, cao đồ, trường đồ đã đẹp hết. Và rất là rõ chữ luôn. Và con truyền tải được hết tất cả hai cái bài hát rất nổi tiếng của cổ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chú cho điểm cao lắm á. Cảm ơn chú. Chứ gì mà chú được bật mí số điểm cao lắm rồi đó. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Dễ thương quá đi. Đúng là một lời khen cho biên tập. Chọn bài cho tụi con rất là đáng yêu, vừa phù hợp với tụi con mà vừa mang lại một cái màu sắc rất là mới cho cặp đôi này. Và đồng thời làm cho tất cả mọi người gợi nhớ là những cái tác phẩm rất là hay, rất là đẹp của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngẫu nhiên là cái bài hát đầu tiên ngày xưa, chắc mọi người không biết cái thời cô Đoan Trang hát song ca đâu. Thời sinh viên là cô Đoan Trang chuyên môn hát song ca với cô MC Quỳnh Giang. Bài này chỉ cần bè quảng ba đi vô là đẹp ơi là đẹp. Và hôm nay hai đứa con cũng vậy, rất là từ tốn, rất là bình thản, thể hiện hết cái vẻ đẹp của chất giọng của mình. Đồng thời có bè, và đặc biệt cô rất là thích cái phần phối khúc cuối. Đuổi á, đoạn đuổi á. Đúng rồi. Cái lúc mà giọng nam cao của Thái Hà đó thì như tiếng chuông ngân, là hát cái câu cao của cái bài Biết Đâu Nguồn Cội. Còn giọng của con á thì cứ hòn đá lăn bên đồi. Hòn đá lăn bên đồi, hòn đá rơi xuống cánh mai, dùng cánh sông hoa mai gầy, chim trong hót trăng qua đời. Rớ
rất là hay cái chỗ đó, là hai đứa con giữ coi như là hồn ai nấy giữ đó. Hát xong ca là phải hồn ai nấy giữ, cho nên cái đoạn đó vô cùng là hiệu quả. Rồi thêm cái âm nhạc của bài này phối cũng rất là hay, tiếng kèn này kia rất là sang. Cảm ơn hai đứa con vì một tiết mục rất là đẹp. Quang, mày nói thêm, cái chỗ là Trang, mày nói thêm là cái nhịp á. Đúng rồi. Cái staccato, cái nhịp, cái phần nhịp quá hay luôn. Và cái đoạn khi tụi con chuyển qua đoạn cái đoạn biển đó nguồn cội bên ngọn nhiên xong một lát hai đứa đội qua vậy, mà đội qua đứa này hát đoàn của em này, con này lại hát đoàn của con kia, nhưng mà lại là không chinh không phô, không mẹ một dép nào cả. Vỗ tay thêm một trận nữa đi quý vị. Thêm một trận nữa hả? Thêm một trận nữa, bây giờ là không biết là có phải là trận khen nữa hay không mà xin mời anh Nam Cường. Chú có lời khen dành cho hai con với tiết mục này, nghe rất là thoải mái, nghe rất là dễ chịu luôn. Mình đang thưởng thức chứ không phải là đang ngồi giống như là xăm soi các bạn thi như thế nào chị ha. Rất là thưởng thức với tụi con. Có một cái khiến chú bất ngờ là với Thái Hà, chú đã biết con trước đó là một cậu bé hát rất là trầm buồn, lúc nào cũng mang một nỗi buồn man mác. Và ngày hôm nay con hoàn toàn khác luôn. Khác đây không phải là con cười, con không hề cười miếng nào hết, nhưng mà cái hát khác ở trong cái cách hát của con, nó có độ sáng hơn, nó chắc hơn và nảy hơn so với con của hình ảnh ngày trước, khiến chú vô cùng ngạc nhiên. Và Tấn Bảo nữa, hai bạn hợp lại với nhau cảm thấy nó hòa quyện nhau lắm. Cái việc mà hai bài hát này mashup lại với nhau và hát chồng lên nhau như thế, nó không còn là cái việc lạ nữa so với âm nhạc trong khoảng thời gian gần đây. Những cái bài hát mà có những cái hòa thanh gần giống nhau, mọi người hay làm cái việc đó để tạo cái sự mới mẻ. Nhưng mà để hát cũng không phải là đơn giản, bắt buộc các bạn cần phải chắc nhịp. Và giống như cô Đoan Trang mới chia sẻ đó, là cần phải hồn ai nấy giữ. Còn mà lạc hồn một cái là hát lộn liền, nhá không? Cho nên ngày hôm nay tụi con đã làm được mà rất là nhiều ở trong cái bài hát này, ngay cả bè phối rất là hòa quyện với nhau. Và đây là một tiết mục mà chú cũng rất là thích. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Ban giám khảo khen quá nhiều rồi, nhưng mà chú Minh Sù tin tất cả quý vị khán giả ở đây cũng rất là đồng tình cái quan điểm này, bởi vì là nghe rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Chúc mừng tụi con một lần nữa, và hy vọng rằng là những tuần tiếp theo tụi con sẽ có những cái sự thay đổi và lột xác nhiều hơn để chinh phục ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả nhé. Một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà với tiết mục này. Con vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay dập mộng mơ. Tiếng Việt cha dạy con, những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quen, cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ, có người giữa chinh phủ, ngồi mỏi mòn đợi chờ chính phủ. Hoa đã rồi, lời ca vẫn còn. Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non. Giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn. Giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắc son. Chờ ai bên bờ xưa, ai
ôm hò tin người về quê hương, mang cánh đồng hẹn hò người thương. Đừng quên, tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm.
xa đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Xin chúc mừng con. Hay quá. Ngày hôm nay thì con hát rất là mùi, mà hình như thấy huấn luyện viên Dương Triệu Vũ là đứng dậy rồi mắt rưng rưng rất là cảm xúc. Nhưng cái cảm xúc đó bắt luôn. Mời gia đình vui vẻ. Chào Tấn Bảo. Xin chào cô ạ. Cô không có muốn đem chuyện quê quán ra nói nữa đâu. Nhưng mà Hải Dương nó cũng gần Hải Phòng con ạ. Chị ơi, phong thủy chị thủy. Rồi. Tấn Bảo biết sao không? Thật sự là khi mà con cất tiếng hát lên, cô ngồi đây với chú Vũ nổi hết da gà. Nổi da gà từng cơn luôn, cô vuốt xuống nổi nữa, vuốt xuống nổi nữa. Cô luôn đo cái cảm xúc của mình. Hay quá. Trong giọng hát của con á, nó ẩn chứa rất là nhiều thứ. Nó là cái nội tâm của con. Mà điều đó thực sự rất là khó tìm ở một cậu bé còn nhỏ như con. Và cô nghĩ rằng là nếu như cô có cơ hội đồng hành cùng con, cô sẽ giúp cho giọng hát của con hay hơn và tìm cho con những ca khúc phù hợp hơn nữa. Cô khẳng định là cô sẽ làm được. Yeah. Cảm ơn cô ạ. Thật sự sau cái năm qua đó, chú không bao giờ nghĩ chú có thể tìm được một nhân vật nào giống như là Đức Vĩnh nữa. Con mở miệng ra con hát, chú bị hốt hồn ngay, tại vì cái giọng con nó rất ngọt ngào, nó điêu luyện, không sai một nốt, không sai một tông. Và cái điều đặc biệt hơn nữa làm cho chú phải bất ngờ mà chú nhảy đành đạch ở đây. Con không phải là người miền Nam, mà giọng con là của người miền Bắc. Bây giờ chú không biết nói gì nữa, nhưng mà chú mong, chú hy vọng con cho cô chú cái cơ hội để có thể giúp con được giành tới cái giải quán quân của Tuyệt Đỉnh Song Ca mùa thứ hai. Wow. Cảm ơn chú ạ. Cô Cẩm Ly là rất là được quý vị khán giả yêu mến ở cái thể loại này. Cô Ly có chia sẻ gì về cái giọng hát này không ? Mời cô Ly. Chào con. Chào cô ạ. Con hát bài này rất là ngọt Bảo ơi, rất là hay luôn. Khi gặp cái cần thì ai cũng muốn thí sinh về đội của mình. Và cô rất là mong con về nhà của mình. Bây giờ ngồi đây cũng bồn chồn lắm, bởi vì đi kiếm bu á. Cái giọng hát con nó ngọt như đường vậy. Cái ngọt của giọng hát con nó ám cả nguyên một cái khu vực này. Và cảm giác kiến nó bu đây rất nhiều. Tiếng hát của con là nó đi thẳng vào trong tâm hồn của chú, ứa máu nè con. Tới đây là cầm máu cho chú liền đi. Được không con? Trời, cái nhìn cái dáng của con y chang dáng của chú hồi xưa luôn á. Nữa luôn. Rõ ràng không nhỏ con? Lập ơi, nhưng mà hồi xưa mình có hát được ngọt như vậy không Lập? Đó, hồi xưa không phải là ca sĩ nghe, nhưng mà vẫn hát được mấy cái nhạc mà mang âm hưởng dân ca. Đó, bây giờ Lập thử một câu cho để coi cái sự tương đồng của mình nó có phù hợp hay không. Em xin múa rìu qua mắt thợ xíu nghe chị Cẩm Ly. Đâu có gì đâu em, hát hay nó không có bằng hay hát. Dạ. Ừ. Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược, cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông. Bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ anh để, chứ bao giờ anh để em thôi đợi chờ. Đủ cho con về với chú chưa? Để con tính ạ. Rồi, để con tính nữa, được rồi. Phải cứ để là mình có duyên, có phận với nhau thì mình về với nhau nghe con. Bắt đầu để con tính là có một cái sự lung lay ý chí rồi đó. Bây giờ con hãy nghe cái cặp đôi lấp lánh xương xa hộp lựu nè. Ngồi xuống đi em, lại em nè, bây giờ vậy nè. Thật ra, chào Bảo. Chào con. Khi mà con hát á, thì những cái sự tăng động trong người cô chú nó bị kìm hãm lại hết. Đi mất tất cả toàn. Mọi người đều muốn im lặng ngồi đó và nghiêm túc nghe con hát, mọi thứ nó giống như dừng lại vậy đó. Con có một cái giọng hát rất là ngọt, cái phong thái, cái cách trình diễn của con quá hồn rồi. Thì đây là cái bản lĩnh trong con người của con. Và khi mà cô nhìn thấy con vậy á, cô ước ao giá như mình có được con để cô có thể làm những thứ xung quanh của con đẹp hơn, tốt hơn và hay hơn, để con cứ yên tâm mà hát mà tỏa sáng thôi, đúng không Huy? Đúng. Nói chung bây giờ chú đang rất là hồi hộp, chú thật sự rất rất muốn con về với đội của chú. Bây giờ chú ngồi mà tim chú nó muốn nhảy ra ngoài luôn. Cô thấy nguyên con cáo ngay đây không, cái mặt nó cái gì. Bây giờ chú hỏi Bảo nè,
Trước khi con bước ra sân khấu thì trong đầu con là chắc chắn là có một cái sự lựa chọn về huấn luyện viên rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Và sau khi con hát xong thì nghe cái lời thuyết phục thì con có thay đổi cái ý định đó không? Con có. Có. Wow. Và bây giờ con hãy nói cho chú biết cái tên của hai vị huấn luyện viên mà con sẽ về với đội. Xin mời. Con rất cảm ơn vì 6 vị huấn luyện viên đều đã chọn con. Đầu tiên con có ý định là chọn đội cô Cẩm Ly và chú Huỳnh Lập. Rồi nói vậy là thôi rồi. Nhưng con sẽ chọn về đội của... Cô Úc Thanh Vân. Mời con. Trong bão xa
xin được chúc mừng Tấn Bảo và Nhật Duy. Cảm ơn vũ đoàn Phương Việt, cảm ơn các bạn. Wow. À, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét. Nguyên Khang xin được mời người huấn luyện viên hiền hậu nhất trong số những vị huấn luyện viên, đó chính là chị Tư Cẩm Ly. Cái bài hát khó như này tụi con hát như vậy là cô thấy rất là ok rồi. Trong đây thủ thuật của chú Vũ cũng ăn gian ghê lắm nha. Cái đoạn cao mà kéo vút nên thay vì ngân á là chơi ngắt ngang ra là vậy đó. Nên cũng là một cái hình thức, một cái cách khác. Để đón năm mới sáng ra, một cơn phong mới sáng ra. Cô có cảm giác như hôm nay Bảo con không được như mọi lần? Tại vì cái giọng của con thì cô đã biết từ đầu đến giờ rồi, con hát rất là hay. Nhưng mà hôm nay Bảo lại chỉnh trọng tí xíu thôi. Chị khó với mấy đứa nhỏ quá chị. Không, chị Ly nói vẫn hay. Nhưng mà ý vì so với cái phong độ của Bảo thì hôm nay Bảo không có bằng như mọi lần. Chắc có lẽ là tại vì do bé từ trước tới giờ hát những cái dòng nhạc nó mềm mại, nó êm ái á. Riêng cái này thì nó hơi hùng hồn, nó mạnh mẽ hơn. Cho nên khi nó hơi chưa quen nhẹ, nó không phải hùng hồn kiểu người lớn, nó hùng hồn theo kiểu hồn nhiên của trẻ con á. Nghe nó hay lắm, kiện nó lạ lùng lắm. Khi mà mình có được một cái cảm giác mới mẻ trong những bài hát rồi đã có rất là lâu đời rồi, và mình nghe mình có được cảm xúc mới, là da gà mới nó nổi lên chứ không phải da gà cũ nha con. Cảm ơn con rất nhiều, chúc mừng hai con đã hoàn thành thật tốt cái phần thi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với gia đình Ngô Kiến Huy và Khải Như. Thật ra thì nãy giờ hay coi. Trên cao nói xuống mới hay nè. Rồi vòng vòng xuống trên cao thì phải có thêm echo. Con ơi, con ơi. Anh ơi, anh nói cái kiểu đó lỡ dưới địa ngục vọng lên nha. Đầu tiên là chú với lại cô Như chúc mừng phần trình diễn của hai con. Một lần nữa là một bài hát có một cái quãng rất là rộng. Cô chú khẳng định bài hát này cũng không làm khó tụi con được, bởi vì tụi con sở hữu là một trong những cặp đôi mà là mạnh. Rất là mạnh về giọng hát. Vì thế là về phần hát thì kể cả khi miễn mà bàn. Miễn bàn, đoạn nào cần nhẹ tụi con nhẹ được, và đoạn nào cần sự hùng hồn tụi con hùng đúng, hồn giọng được. Giọng con nó cao mà nó thấp, mà nó cao mà nó thấp, hay. Mình nói gì sai được không chị? À, Tấn Bảo, cô Tấn sẽ Bảo. Không bàn về giọng hát, tại vì cái giọng của con là khán giả và tất cả mọi người đều thấy rồi. Nhưng mà Nhật Duy hôm nay á, con có được một cái sự tự tin mà cô chưa bao giờ thấy của con trên sân khấu. Con chơi với nhạc. Em biết một cái lý do. Tại sao? Là bởi vì á, Nhật Duy nha, mấy dòng trước là chuyên hát nhạc buồn. Đúng rồi. Cho nên là lúc nào em cũng cuối phải thả hồn trong những bài nhạc buồn. Với lại giống như là đó, cái sự từng trải của em á, nó là nhạc buồn. Nhưng mà riêng cái bài hát này á, nó cần cái sự hùng hồn và nó có cái độ mà coi như là vui. Nó có cái độ là coi như là phải dậy sóng, nó không có buồn, nó không có trải lòng. Nó không cần phải có kinh nghiệm gì trong cuộc sống gì hết trơn á. Miễn mà mình cảm giác chỗ đó nó hay là cứ hát hay hùng hồn thôi là được. Hay quá. Lập lập lập. À, bây giờ anh mới biết là cả hai đứng cạnh nhau thành một cặp bài trùng đó. Em nói mà bên kia chà đĩa nhiệt tình luôn. À, đúng rồi. Như ơi, anh thấy là cái sự hòa hợp nhất là khi mà Huy ngồi với lại Lập. Ủa, hợp hai đứa em tách nhóm lâu rồi anh. Cái vấn đề là Huy mà ngồi với Lập thì Khả Như sẽ phải ngồi một mình, bởi vì không ai vô hệ được cả. Dạ, dạ. Nè, chỗ chị đây chị Như. Chị Vân, chị ăn ở sao anh Vũ bỏ chị rồi. Bây giờ tới anh Hưng đó em coi được bao lâu. Tới em coi được bao lâu. Cô giáo mình giữ cái nét na của mình lại. Rồi, mời cô giáo Vân ạ. Chỉ vì ngày hôm nay mình trót mặc chiếc áo dài màu đen đẹp như thế này mà bị gọi là cô giáo miết à, cũng hơn là cô giáo chứ không phải là cô giám thị ha. Các em tập trung nghe cô nói nha. Các em biết sao không? Biết sao mà bữa nay cô mặc áo dài có theo chim hà không vợ? Dạ thưa cô, không có không biết. Đó, các em nhìn lên trên coi có phải là Tấn Bảo với lại Nhật Duy đang mặc áo dài có hình chim hạc không vợ? Không, đó con cò mà. Dạ con cò, cô ơi, cô con ơi. Con cò mà. Cô. Dạ thưa cô. Từ xa nó rất là cô giống ơi, cô. Là con công. Cô là con công cô ơi. Con công. Con công cô ơi, dạ. Chị ơi, chị mất nhận thức luôn rồi. Đây là con phụng chứ con công vậy. Cô dạy môn gì vậy? Anh, bây giờ nói câu công bằng đi, người đàn ông hay kết cờm kết hộp. Anh nói đi, bây giờ nè, con này là con gì? Bây giờ em muốn là nó trở thành hạt để giống bên kia, coi như hai bên là hạt hết. Dĩ nhiên là con chim. Một trong những loài chim. Rồi, nói chung là tốt đây là một loài gia cầm chị ơi. Rồi. Ý là mình phải có sự liên tưởng như vậy. Đây là những cái cánh chim sẽ chỉ có bay cao và bay cao rồi sẽ có ngày nó hóa rồng. Đúng không anh? Ủa, ủa không hóa rồng quá đậm. Ơi, cô ơi. Mình hiểu vậy đi. Cô ơi, cô. Ủa, cô. Chị ví dụ hai bé là con cá vàng đi, còn con nó hóa rồng thì không nói. Con cá chép quá quá rồng. Chị ơi, chị. Mình bớt đi dài lại banh cả thế hệ nghe chị nha. Anh Hưng ơi, anh Hưng ơi. Tự nhiên có cũng ông táo. Em ơi, anh nghĩ vậy nè. Nột khi nó đạt hóa rồi. Từ con gì nó cũng hóa được đó, hết trơn em hiểu nha. Chưa? Không cần phải là cá. Cái cá mà hóa rồng nó xưa rồi.
hoang mang quá. Bây giờ rối loạn bây vậy giờ hả? Chim quá rồng, động vật rồi. Nếu mà hai bé này mặc áo hình con cóc nó cũng quá rồng được luôn á em. Đó, thấy chưa? Nói vậy thôi, một chút giỡn cho vui đó mà, các em quan trọng hóa vấn đề quá. Tưởng cô nói thiệt không? Giờ cô quay trở về với chuyên môn nè, các em tập trung nghe. Dạ. Cô hỏi Bảo cái này một chút xíu. Cô có cảm giác rằng là con có thể hát tốt hơn nữa, bay hơn nữa, nhưng mà con có một chút kềm lại để hòa cái giọng của mình hợp với bạn Nhật Duy. Không biết là cái cảm nhận của cô như vậy có đúng không, Tấn Bảo? Dạ vâng ạ, con kìm lại một chút ạ, để con hát hòa hợp hơn với anh Nhật Duy ạ. Cô nghĩ song ca cần phải như vậy, không phải lúc nào mình cũng thể hiện cái mình làm tốt nhất. Mình phải uyển chuyển, linh hoạt để mình vừa thể hiện tốt mà mình vẫn tôn người bạn của mình. Cô trân quý cái tình bạn của hai con, và với tư cách là một huấn luyện viên, cô thực sự cảm ơn Tấn Bảo và Nhật Duy vì các con đã ở với đội của cô và chú Vũ. Cảm ơn cô. Cảm ơn các con rất là nhiều, xin chúc mừng các con. Yeah. Căn bản của người nghệ sĩ đó, yeah, là phải nhạy cảm, yeah, nghĩa là phải xúc động trước những cái vui, trước những cái buồn. Chứ còn những người vô cảm quá thì không làm nghệ sĩ được đâu. Sân khấu không phải là một cái nghề mà là một cái đạo, yeah. Cái đạo dạy cho người ta làm người tốt hơn. Tại sao thương ca nhạc dễ, trả lời gì đây trong tim đầy vơi nỗi niềm. Từ thuở còn thơ nghe tiếng mẹ ồ a, không thể nào quên cha tôi ngày nào gian khổ, đêm nghe vài câu vọng cổ. Công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chỉ vũ đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sen không tô điểm luôn. Đậm đà Việt Nam, xen đây xen nghĩa xen tình, như bóng vai hình yêu làm mình vài câu vọng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chỉ phụ đường, này đôi uyên ương bạn bè
Việt Nam. Xen đầy, xen nghĩa, xen tình, như bóng vai hình yêu làm mình ơn. Xen không tô điểm lúa là, không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Đó là phần biểu diễn của Tấn Bảo và cảm ơn phần thể hiện của guitar anh Vũ Duy. Và cảm ơn trống lắc rất là đáng yêu, đó chính là Hiếu Trung. Cảm ơn con đã quay trở lại sân khấu lần thứ hai. Dễ thương quá. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của hai vị huấn luyện viên của đội con. Ngay lúc này cô rất là hạnh phúc, như là câu nói của kỳ nữ Kim Cương: sân khấu không phải là một cái nghề, mà sân khấu là một cái đạo. Và cô hạnh phúc lắm khi chúng ta hàng ngày vẫn được học tập và thực hành đạo lý này. Con đã tiếp sức cho cô chú để cô chú có thể làm tốt hơn vai trò của những người huấn luyện viên và vai trò của những người nghệ sĩ. Và đã chọn sân khấu là nơi để mình sống và cống hiến thì mình phải là những con người nhạy cảm, biết rung cảm, biết chia sẻ, biết yêu thương. Thì Tấn Bảo cũng như tất cả các bạn khác trong đội của mình, các con đã có điều đó. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn gia đình Nguyễn Văn Vũ. Bây giờ xin mời phần nhận xét của các cô chú. Trước hết thì tôi xin chúc mừng đội Vân Vũ. Hai bạn đã có hai nhân vật rất là xuất sắc. Đồng ý, đồng ý. Tôi chỉ có thể nói là Nhật Duy đã gây ấn tượng lớn với tôi. Nhưng mà Tấn Bảo thì lại gây ấn tượng chả bá lửa. Em đã cho chúng tôi một màn trình diễn toàn vẹn, từ kỹ thuật, từ giọng hát, từ cái sắc thái, từ cái biểu cảm đầy tự tin, đầy thoải mái. Và cái toàn vẹn ở đây là gì? Là em vừa đủ, chứ em không có dư thừa và em cũng chưa hề thiếu sót. Bởi vì đường còn dài lắm em ơi. Và nếu mà em đã chọn vào cái nghề này mà em hát với tất cả tâm hồn, với trái tim của em như em hát hôm nay đó, thì chú hứa với em là cuộc đời sẽ cưng em, cuộc đời sẽ trân trọng em và cuộc đời sẽ trân quý em cho đến khi mà em thở hơi cuối cùng. Wow! Cảm ơn chú ạ. Mm-hmm.
Thì mai ở hằng ngày thì mất cỡ tôi ở.
Xin chúc mừng Tấn Bảo và Nhật Duy. Cảm ơn hai con. Thưa quý vị, xin được giới thiệu phần hỗ trợ diễn xuất của nam ca sĩ Hoài Lâm. Cảm ơn Hoài Lâm. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Lâm rất nhiều. Cảm giác của em thế nào với song ca giá hai tài năng nhí này của mình? Em thấy quý vị ở đây đã có những tràng vỗ tay và điều đó cũng đã chứng tỏ nên là hai em rất là tài năng và hai em đã làm rất là tốt. Cảm ơn Lâm rất là nhiều đã hỗ trợ cho các em nha. Cảm ơn em. Bây giờ thì gia đình chúng ta đang rất là hồi hộp để chia sẻ. Xin mời gia đình Vân Vũ. Đã nói tới chung kết thì Vũ phải làm sao để tính ra một cái bài toán thật là tốt cho mấy đứa con của mình. Thứ nhất là nó phải vừa vặn, nằm trong khả năng của mấy cháu. Và thứ hai nó phải đặc sắc và nhiều yếu tố khác nhau hỗ trợ. Vũ mất gần 2 tuần để mà suy nghĩ ra cái tiết mục này. Và cái cảm hứng mà lấy cái tên Tinh Hoa Nam Bộ là từ ông đạo diễn của mình, đó là Hoàng Nhật Nam. Tại vì anh Hoàng Nhật Nam có một cái chương trình gọi là Tinh Hoa Bắc Bộ rất hay ở ngoài chùa thầy. Cho nên Vũ đã lấy cái ý tưởng đó và Vũ suy nghĩ là ủa, miền Nam mình có những cái gì, những cái tinh hoa, những cái gì đẹp nhất? Đó là điệu hò, điệu lý và nhất là vọng cổ và những cái đờn ca tài tử. Trước khi mấy con lên sân khấu, chú đã cầu nguyện rất nhiều. Tại vì chú biết là cái bài này rất khó hát luôn. Nhưng mà hôm nay hai con hát nó hoàn hảo và nó hòa quyện đến một cách tuyệt đối luôn. Con làm cho chú hãnh diện, tự hào. Tự hào là được làm thầy của hai đứa con. Hai con đã cho mọi người thấy cái tinh hoa của miền Nam Bộ mình nó như thế nào. Thank you hai con. Cảm ơn chú. Các con may mắn là đã tìm được nhau. Các con là những mảnh ghép rất là hoàn hảo. Các con bù trừ và bổ trợ cho nhau, đó chính là tình cảm chân thành mà chúng ta đã dành cho nhau. Cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn cô. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo khách mời. Cô muốn hỏi huấn luyện viên là vì sao con để cái hình của bác Út Trà Ôn trong cái bài này? Dạ thưa, khi mà con học về cái bài Dạ Cổ Hoài Lan đó thì con muốn tìm cái bài mà nó gốc nhất có thể luôn. Và một trong những bài đầu tiên mà con thấy hát cái bài Dạ Cổ Hoài Lan là của bác Út Trà Ôn. Và bác hát nó rất là mộc mạc. Và con đã mượn anh Hoài Linh cái bản gốc của nhạc sĩ Cao Văn Lầu khi mà viết cái bài này ra. Cái lời nó ngắn lắm. Con đã nhờ cháu con là Hoài Lâm hát theo cái phong cách của chú Út Trà Ôn. Và khi con để cái hình lên đó thì gần như là một cái sự tôn vinh một người nghệ sĩ miền Nam. Ông cũng là tinh hoa của miền Nam. Cho nên là đó là lý do tại sao mà con để lên đó. Xuất thân của bài này là do bác Cao Văn Lầu viết cái bài này trong tâm tưởng của một người đàn ông, nhưng mà viết về nỗi niềm của một người vợ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô thấy ba người đàn ông ca rất là mùi cái bài này. Và hồi nãy đó anh Đức Huy có hỏi cô Xuân là tôi người Bắc tôi không ca được giọng cổ, chị Xuân ơi, tôi muốn tập lắm mà không thế nào tôi ca được hết trơn á. Mà trong khi dân miền Tây Nam Bộ thì hình như là người lái đò cũng ca được, người làm ruộng người ta cũng ca được. Nhưng hôm nay thì anh Huy có một cái chứng minh là có một cái chàng Bắc nho nhỏ ở Hải Dương đã ca những làn điệu dân ca của miền Nam rất là ngọt ngào. Cảm ơn con nhiều lắm. Và các con ơi, ngoài cái ca mùi của Bảo, ngoài cái ngọt ngào của Nhật Duy, thì bữa nay ở kế bên cạnh anh Hoài Lâm, cô nói này Hoài Lâm giận cô chịu nha Hoài Lâm, các con không có kém cạnh chút nào hết trơn. Các con ca nồng nàn, các con ca mượt mà. Cảm ơn hai chàng trai đã đem lại một cái không khí rất là miền Tây Nam Bộ. Và cái sự ngọt ngào của những cái làn điệu này, cô nghĩ là không phải trong chương trình này đâu, mà nó sẽ lan tỏa hoài và nó sẽ làm người ta nhớ tới các con. Dễ thương lắm, cảm ơn các con rất là nhiều. Chỉ trong một cái khoảnh khắc ngắn ngủi thôi mà tôi cũng đã cảm thấy cái tâm hồn của tôi được nâng lên. Vân và Vũ đã được xin phép gọi là đó là một ân sủng. Tất cả chúng ta đã được kết nối. Và hôm nay thì tôi được kết nối chút xíu thôi, nhưng mà tôi cũng cảm thấy là toại nguyện lắm rồi. Mới đầu thì một em hò, rồi thì tôi đang say mê lắng nghe, tôi nhắm mắt lại thì Nhật Duy vào ngay sau đó. Và nếu mà không có những cái ngân dung cuối câu đó thì tôi tưởng là hai em là một giọng. Tuyệt vời quá phải không? Phải không quý vị? Vâng. Đã lâu rồi tôi không được nghe Hoài Lâm hát, nhưng mà Hoài Lâm nhắc nhở tôi
hình ảnh và yếu tố mà đòi hỏi của một người nghệ sĩ. Và hôm nay hai em cho tôi thấy cái tần số rung rất cao. Cộng với Hoài Lâm nữa, ba em đã có một cái sự đồng bộ. Tôi nói thiệt đó, nói theo ngôn ngữ miền Nam mà, trời nghe sao nó đã dữ vậy. Là hai em đã truyền cho chúng tôi những cái cảm xúc luồng điện mãnh liệt. Và cái điều đó không dễ gì làm. Và tôi cũng chỉ mong rằng hai em càng giữ được cái ngây thơ, cái hồn nhiên của mình càng lâu càng tốt hai em nhé. Hai câu đầu nghe mùi mà muốn rụng rúng luôn á. Dạ. Đúng kiểu miền Nam lâu ta lắm, nói lâu đó. Lâu lắm không nghe chữ này đó. Có lẽ cái sự kết hợp này khó có lại lần nữa lắm. Chỉ trong chỉ chương trình này thôi. Đỉnh chỉ trong chương trình này vâng. thôi. Cảm ơn cô Kim Xuân. Xin mời danh ca Hoài My. Khi cô My nghe hai đứa con hát thì cô My cảm thấy là rất là cảm động. Những cái người mà thấm thía nhiều nhất và cảm động nhiều nhất là những người đi xa về. Mà nghe những cái bài hát này, nó lúc nào nó cũng cái tim mình nó làm như nó muốn rớt xuống. Cô chỉ nghe hai đứa con không thôi, cô cũng cảm thấy rằng tụi con đã làm rất tốt, phần nào ra phần đó và rất là xúc tích. Tụi con rất có tài và hy vọng rằng tụi con sẽ tiến xa hơn nữa. Cảm ơn tụi con. Con cảm ơn cô.